Mặt trời còn chưa phủ hết qua các ngôi làng, tớ đã xuất phát, tiến vào sâu trong một thung lũng. Gorasep nằm ở độ cao 5.000m và là ngôi làng cuối cùng trước khi tới trại căn cứ. Tớ rất mệt, cố đi từng bước ngắn và đều. Ở trạng này đã có một lúc tớ phải nhờ Dan mang hộ chiếc ba lô nặng trịch. Tớ dừng lại nhiều hơn, thở không ra hơi, mũi khô dù chẳng có con dốc nào trước mặt. Mọi người ạ, tớ thật không thể tin nổi. Trên đời của cái đèo nó khó đến như thế này mà vẫn còn chưa xong. Thở hổn hển luôn. Mà rất nguy hiểm. Đèo Lo Bu Che. Sỏi đá, không, phải là các tảng đá to như cái nhà mới đúng. Đây là hậu quả của trận động đất kinh hoàng năm 2015, khiến cho chặng đường này đã trở nên khó đi hơn bao giờ hết. Đầu choáng váng nhưng vẫn phải cố gắng tập trung đi từng bước nhỏ. Thi thoảng ở góc xa có vài tảng đá lớn sụt xuống thành một tiếng động vang trời, làm cho tim tớ muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Nhưng sau tất cả thì tớ đã nhìn thấy một thứ, một vệt trắng khổng lồ hiện ra từ những đỉnh núi. Đó chính là thác băng Khumbu và chính là trại căn cứ Everest ở đó. Háo hức kinh khủng, tớ đã muốn tới đó ngay lập tức, nhưng quyết định là tạm nghỉ đêm nay ở Gorashev, dành cho ngày mai chạm mốc Everest Base Camp, và đó cũng là ngày sinh nhật của tớ. Lại tiếp tục là sỏi đá lởm chởm, trại căn cứ đã ở gần lắm rồi. Tớ muốn tăng tốc nhưng cơ thể thì chẳng cho phép nữa, dù hôm nay tớ đã để chiếc ba lô ở lại Gorashev. Không lở đá thì lở tuyết. Cứ mỗi lần như thế là tớ lại sợ hết hồn. Nắng lên làm không khí ấm hơn một chút. So với buổi đêm ở Gorashev khoảng âm 10 độ C thì như thế này đã là dễ chịu hơn rất nhiều. Tớ đi nhanh hơn được một chút. Từ đây thì Everest đã dễ quan sát lắm rồi. Lần đầu tớ ở gần đỉnh núi cao nhất thế giới. Vui không thể tả nổi. Cơn say độ cao của tớ chính thức chấm dứt, và đó là nhờ một tâm trạng phấn chấn như bây giờ. Trưa, tớ tới một cái ao nước nhỏ đã đóng băng. Đoạn sỏi đá vẫn như thường lệ đã gây khó khăn cho việc vượt qua nó. Loáng thoáng phía trước đó là tiếng người đang hò reo. Một cái vực với nhiều chòm băng nhọn hoắt, phía trước là thử thách cuối cùng. Tớ biết là tớ đã đến đích rồi.
vườn sinh nhật. Vậy là tớ đã ở 5.364m, nơi cao nhất tớ từng đặt chân đến. Một sinh nhật khá đặc biệt trong một chuyến đi đặc biệt. Chẳng có nhà hàng và cái bánh sinh nhật nào ở đây, cũng chẳng có người thân, chỉ có mỏm đá này, nhưng là sinh nhật ý nghĩa nhất cuộc đời tớ. Tớ đã chờ tận 2 năm đại dịch để được đặt chân tới đây, không tốn một viên diamond nào. Và dù khó khăn đến mấy thì tớ cũng chẳng thấy hối hận chút nào hết. Tớ đã cố gắng có vài kiểu ảnh ở phía trên tảng đá trơn trượt này, suýt nữa thì ngã lộn dù ở dưới có mấy người đang cổ vũ. Trèo xuống cho an toàn. Không, tớ đã phải bò xuống mới đúng. So be careful. Tiến sâu vào trong sông băng Khumbu, tớ đã thấy một cảnh vượng hùng vĩ hơn rất nhiều. Các khối băng trắng muốt giống như một mô hình thu nhỏ của dãy Himalaya vậy, đổ xuống từ giữa các đỉnh núi. Đứng nhìn một lúc, mong rằng có một ngày nào đó tớ sẽ vượt qua thác băng đó để tới được trại 1, 2, 3 và 4, rồi Hillary Step để tới được đỉnh Everest sừng sững ở ngay kia. Ngắm cảnh chán chê, tớ bắt đầu nghĩ đến nghịch. Dù để quên đôi microspy ở Gorashev nhưng tớ vẫn thử trượt trên hồ băng nhỏ này. Rất may là tớ đã còn nguyên hàm răng sau pha ba lê vừa rồi. Đã đến lúc rời đi, một ngày không thể tuyệt vời hơn. Hy vọng rằng tớ sẽ nỗ lực luyện tập hơn và kiếm tiền để một ngày quay lại đây, nhưng là trên một thử thách cao hơn và xa hơn. Một phần thưởng nữa là tớ đã gặp được một con Pika Himalaya, một loài chuột có vẻ ngoài tròn xoe rất xinh và nhanh nhẹn. Theo như tớ biết thì nó chỉ sống ở vùng núi tuyết này và rất hiếm gặp. Một sự may mắn thú vị. Tớ đã trở về Gorashev để thu xếp đồ đạc, thế rồi ngủ quên mất một mạch tới tận sáng ngày hôm sau.